Vừa đến với bốn cô gái với liên khúc gồm hai ca khúc nổi tiếng Không và Không Hai trong một bản phối khá là sôi nổi và đầy cảm xúc để bắt đầu phần thi ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho bốn gương mặt chúng ta. Thời gian bình chọn bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ Huy Khang đang đứng cạnh cô gái đầu tiên trong một chiếc đầm trắng rất là đáng yêu. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Xin được gửi lời chào tới ban giám khảo, tới tất cả quý vị ở trường quay và tất cả quý vị đang xem truyền hình. Em tên là Phương Thảo và em đến từ Hà Nội. Nghệ danh là Phương Thảo. Em đang là ca sĩ hả? Em là ca sĩ hát phòng trà ở tại Hà Nội. Thưa quý vị, đó là cô gái đầu tiên của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô gái thứ hai. Xin chào em. Lần đầu tiên thì em xin được kính chào ban giám khảo và cũng như là tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay. Xin chào anh Nguyên Khang. Em tên là Anh Thi và em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, nhưng mà em đang lập nghiệp và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tính từ Quảng Nam hả? Vậy đây đâu có phải là giọng gốc của em đâu đúng không? Dạ đúng ạ. Đâu, em gửi lời chào mọi người bằng chất giọng của quê hương mình coi. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay hôm nay ạ. Nghe là thấy thân thương, đáng dạ, yêu rồi. Em là ở Hội An không? Dạ em ở Hội An luôn. Hội An luôn hả? Dạ. Là em là ca sĩ ở Hội An hả? Dạ, công việc hiện tại của em là một người dẫn chương trình. Trời ơi. Và cũng bé là người dẫn chương trình. Chính là em còn đa tài hơn anh nữa. Em dẫn song ngữ luôn. Vừa được em dẫn được tiếng Quảng với em dẫn luôn cả giọng chuẩn miền Nam luôn. Khi nào mà dẫn chương trình xong mà ca sĩ mà đến trễ, em nhào lên sân khấu em hát luôn cho anh. Cảm ơn em.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tiếp theo của cô gái đầm đỏ. Xin chào em. Em đến từ Hà Nội à? Dạ không, em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Mà hiện tại bây giờ em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ Thanh Hóa. Em Thanh Hóa là em làm gì ở Thanh Hóa? Dạ ngày xưa thì em học âm nhạc ở Thanh Hóa, nhưng mà sau này em vào trong này lập nghiệp. Thanh Hóa là một nơi mà Nguyễn Khang cũng cảm thấy rất là thích, bởi vì có nem chua rất là ngon đúng không? Bây giờ em vào Thành phố Hồ Chí Minh là làm ca sĩ luôn hả? Dạ vâng ạ. Em hát dòng nhạc nào? Em thì sở trường của em là nhạc nhẹ và nhạc tình ca. Nhưng mà cũng có một chút là sở đoản nữa, đó là em có thể hát được cả bolero. Dạ vâng. Rồi thôi được, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta đến với cô em út của nhóm. Chắc là quý vị cũng nhận ra là khá là quen đúng không? Em giới thiệu đôi nét về mình đi Ngọc. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Kayla xin được gửi tới ban giám khảo và toàn thể tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là đang xem đài. Lời chúc sức khỏe là chào thân thương nhất . Hôm nay hai cô em, cô chị của em đâu rồi? Dạ mấy chị có công việc riêng rồi ạ. Chắc là quý vị cũng đã nhận ra đây là một thành viên của nhóm Mắt Ngọc. Em đến với con đường ca hát này lâu chưa? Tính từ lúc em bắt đầu vào nhóm là cũng năm 2015, cái này cũng gần 5 năm rồi. 5 năm rồi đúng không ạ? Em là người Thành phố Hồ Chí Minh luôn à? Dạ không, người Quảng Nam. Quảng Nam Đồng Hương. Ở Đồng Hương với lại cô kia hả? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Rồi mà toàn Quảng Nam chứ. Quảng Nam. Quảng Nam. Quảng Nam là nén. Có bán cơm gà hay cao lầu gì không? Dạ em ăn thôi chứ em không có bán. Hai chị em có gần nhà nhau không? Tại Quảng Nam em ở Tam Kỳ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa làm quen với lại bốn cô gái, bốn chị em. Bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Trước hết tôi xin chúc mừng bốn cô đã hoàn thành cái bài hát của mình một cách thành công. Ai cũng có vẻ như là hớn hở được hát. Nhất là cô Thúy Anh mở màn rất tốt. Vâng, đã tạo một cái đà cho chương trình, bởi vì cái bài đầu tiên quan trọng lắm và quý vị đã mang đến một cái không khí vui nhộn. Xin cảm ơn quý cô. Dạ xong rồi đúng không ạ? Dạ xong ạ. Vâng, xin mời ca sĩ Cao Thái Sơn. Xin chào tất cả các bạn. Sơn thấy mỗi một bạn có một cái phong cách rất là riêng. Về bạn Phương Thảo ấy, thật sự là bạn có một chất giọng rất là tốt, dày, nhưng mà đôi khi cái cảm xúc của bạn không có kiểm soát được, đôi khi là nó mạnh hơn một chút, nó mạnh hơn cái gì mà bạn cần tiết chế. Thế cho nên nếu như mà những bài hát sau ấy, Sơn muốn bạn hãy tiết chế lại một chút để giữ cái cao độ cũng như là cảm xúc nó ở mức độ tốt nhất. Với bạn Hà Anh Thi, bạn hát rất là tốt, một cái rất là riêng, Sơn không có gì để mà nhận xét cả. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Cao Thái Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh. Xin mời. Với Nhật Kim Anh thì về chuyên môn thì anh Quốc Huy hay là anh Cao Thái Sơn cũng đã chia sẻ rồi. Thì Kim Anh nói thật ra thì đây là một cuộc thi và có thể ở bên ngoài các bạn hát sẽ thoải mái hơn, tự nhiên hơn. Nhưng mà đây là lại là bài đầu tiên nữa cho nên không thể nào tránh khỏi được cái trường hợp đó là khớp. Thúy Anh thì Kim Anh đã nghe Thúy Anh hát ở bên ngoài rồi, rất là hay. Đặc biệt hình như là bài Tàu Anh Qua Núi đúng không? Đúng không? Rất thích cô bé này hát ở bên ngoài. Và hôm nay Kim Anh thấy thì chắc có lẽ là Thúy Anh hơi khớp một chút xíu. Giọng thì rất dày, rất tốt, nhưng mà bị cái câu đầu vào á. Không, không. Có thể người đầu tiên hát cho nên đôi khi hơi bị khớp một chút về cái câu đầu tiên. Không cái là nó hơi bị yếu cái chỗ đó chút xíu. Rõ cái chữ không đầu tiên nữa là tuyệt vời luôn. Hoàn hảo bài hát. Còn về Kim Anh hơi tiếc cho Ngọc. Nghe cái giọng của Ngọc á, hơi bị bé. Và nó không có cái nội lực. Có một vài chữ của Ngọc là hơi không rõ đó. Thì nếu mà Ngọc điều chỉnh lại nữa là tuyệt vời luôn. Tại vì cái tiết mục này là tiết mục đầu tiên cho nên không thể nào tránh khỏi được những sơ sót. Nhưng mà với Kim Anh thì đây là một tiết mục tuyệt vời rồi. Chúc mừng các bạn.
có nhớ đêm nào về chung với nhau nơi này, tình đến hoa khúc xuân vầy, tình xuân ngất ngây ta cùng say. Có nhớ đêm nào nhớ vun ban đầu đã chót yêu nhau, xin nhớ tìm nhau. Chim đắm trời mây, lòng ngát đêm hương ấy. Tình đã chết tôi trao, ngàn kiếp về sau, nào có phai màu. Có nhớ đêm nào, nhìn chung ánh trăng mơ màng, hạnh phúc đã đến đây rồi, và đời là một bài thơ. Chúng ta vừa đến với bốn cô gái xinh đẹp trên sân khấu với ca khúc Có Nhớ Đêm Nào. Và bây giờ mời một trong quý vị khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho bốn cô gái xinh đẹp của chúng ta. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen, giao lưu với bốn cô gái xinh đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với cô gái đầu tiên. Xin chào em. Dạ, lời nói đầu tiên em xin gửi đến ba vị giám khảo và các bạn ở trường quay ngày hôm nay ạ. Và xin chào anh MC đẹp trai. Cảm ơn em. Trời ơi, ở đâu ra một tiểu tiên nữ xinh đẹp như thế này? Em tên gì và em đến từ đâu? Dạ, em tên là Cao Phương Thúy. Hiện tại em là diễn viên tự do. Diễn viên? Dạ. Hèn chi, đẹp quá trời quý vị. Em là diễn viên sân khấu hay là diễn viên điện ảnh? Dạ, hiện tại em đang là diễn viên sân khấu kịch Hồng Vân. Diễn viên sân khấu kịch Hồng Vân à? Em đóng vở gì? Dạ, Thanh Xà Bạch Xà. Trời ơi, đây chính là Thanh Xà trong truyền thuyết đấy sao? Dạ không, em làm tiên mẫu, Bách Hoa tiên mẫu. Bách Hoa tiên mẫu hả? Trời ơi, chị này chỉ đẹp vậy cho Thanh Xà cũng được cái gì ha? Rồi, thế là em ngoài công việc diễn viên là em còn đi hát nữa hả? Dạ, thời gian gần đây em có tham gia một số hoạt động ca hát chuyên nghiệp ạ. Và em đến với chương trình này mục đích là trải nghiệm và học hỏi, muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Em người Sài Gòn. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô thứ hai. Chào em. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến ban giám khảo và quý vị khán giả tại trường quay. Và xin chào MC Nguyên Khang ạ. Em có phải là người thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ không ạ, em là người Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Cũng cách thành phố chừng tiếng mấy đi xe. Em đang làm công việc gì?
Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Trương Bảo Như ạ. Công việc của em là một ca sĩ ạ. Và em thường hát ở những nơi nào? Dạ, em cũng hát ở các chương trình truyền hình, rồi sân khấu tụ điểm, rồi các phòng trà. Dạ. À, rồi, cảm ơn Như rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cô thứ ba. Em giới thiệu đôi nét về mình đi. Lời đầu tiên cho phép em xin được kính chào ba vị giám khảo cùng với toàn thể quý vị khán giả, cùng với anh MC Minh Khang và ba chị em ở đây ạ. Yeah. Em tên gì, đến từ đâu? Em là Trương Diễm và em đến từ Kiên Giang. Hiện nay em là ca sĩ tự do. Hát một câu giới thiệu về Kiên Giang của mình đi. Hả? Kiên thiệt Giang anh? Ừ, có cái bài gì Kiên Giang mình đẹp lắm sao gì đó, anh nhớ nhớ rồi nè. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Vậy thôi anh, vậy thôi anh. Ôi da, ôi Kiên Giang mình ngắt vậy hả? Ôi tí xíu vậy thôi hả? Dạ, như là thấy Kiên Giang em đẹp rồi anh. Đẹp dạ. Rồi, nhìn em là anh biết Kiên Giang quá đẹp rồi. Anh thấy đi từ Sài Gòn đi Kiên Giang xa quá trời luôn, nhưng mà xa. Rất đẹp. Mà em hôm nay mà hát có một câu ngắn cũn. Có cảm giác giống như là đi một cái dèo là tới Kiên Giang liền. Tôi để ý với cô này là tại vì sao? Cứ nhạc lên là cổ thể hiện cái cảm xúc của cổ liền. Đây thưa quý vị, nữ hoàng diễn xuất của chúng ta trong đêm nay. Yeah. Bây giờ chúng ta qua với chị Mã Lệ Phi Xuân. Yeah. Kiếm đâu ra cái áo mà chỉ thiếu wèo 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 là nữa là em đã trở thành Angelina Jolie rồi. Bây giờ giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì đến từ đâu? Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em cũng xin gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo và tất cả quý khán giả đang ở trường quay và MC dễ thương. Em tên là Mai Thiên Trang và em đến từ U Minh ạ. U Minh hả? Trước đây thì em làm việc và sinh sống tại Hà Nội và em vào đây để chăm sóc mẹ và tiện đi làm hơn. Như vậy là em sinh ra ở Cà Mau. Dạ. Sau là, thưa quý vị, Cà Mau là ở mũi đất nha. Sau đó chị bay ra Hà Nội chị sống. Sống thời gian xong bây giờ chị vô thành phố Hồ Chí Minh. Chính ra là em cũng di chuyển và sinh sống ở rất là nhiều nơi em hả? Vậy em sẽ làm công việc gì để kiếm sống? Dạ, buổi tối thì em đi hát phòng trà, còn buổi sáng thì em đi làm bên MC dạ, MC dạ, MC dạ. MC luôn. Nãy giờ em coi hai chương trình là coi như là thấy toàn là có những người muốn chặt chém anh không? Trời ơi thiệt á. Kiếm nghề của anh Khang luôn rồi. Không không phải. Tại chương trình cũng đang tìm kiếm một MC nữ đó, tại mấy năm rồi em đứng con mình nè. À. Dạ, cho nên là biết đâu mấy cô này vừa đẹp và vừa hát hay thì tương lai là người hát tình ca lại có một cặp thì sao, đúng không ạ? Cảm ơn em rất nhiều. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Cái bài hát này là có nhớ đêm nào? Tôi thì tôi nhớ đêm nay lắm. Còn gì bằng mà được ngồi đây và thưởng thức phần trình diễn của bốn cô xinh đẹp, tứ đại mỹ nhân. Vâng. Và bốn cô nào hát cũng hay, cô nào cũng duyên dáng cả. Xin một tràng pháo tay. Xin cảm ơn. Dạ xong rồi đúng không anh? Dạ. Dạ. Thường anh Huy mặc mấy cô nào mà đẹp đẹp anh nhận xét ngắn gọn vô. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với anh Cao Thái Sơn. Xin mời Cao Thái Sơn. Hôm nay thấy anh Đức Huy đúng là cực kỳ tuyệt vời. Anh Đức Huy chỉ nhận xét mỗi cái là các em thí sinh hôm nay là hát nói chung là cũng tương đồng nhau. Dạ. Và rất là đẹp. Nhưng mà cái này là đúng, không phủ nhận. Không phải đâu Sơn ơi, tại có bà xã đi đâu có dám khen nhiều quá. Đừng tới đó rồi. Không, bây giờ tôi thì tôi xin dạ. Thưa với quý vị là tôi nhớ cái câu này từ lúc mà tôi còn bé. Mẹ tôi dạy tôi á, nói phải á thì củ cải nó cũng nghe. Thế đây đẹp như này mà không nói thế nào khác được. Thế dạ. Thì xin mời Sơn. Thế thì thôi về Phương Thúy, xuyên suốt một câu hát của em khi mà em biểu diễn, trong câu hát mình có quyền lơ nhịp, nhưng lơ nhịp thì mình phải đón và cái câu sau nó phải đúng và phách. Hoa đắm niềm say, chim đắm trời mây, lòng ngát đêm hương ấy. Thì nó sẽ chuẩn hơn. Có một tí xíu thôi. Về chất giọng của em, về phong cách của em, về ngoại hình của em rất là sáng sân khấu. Với Bảo Như thì em có một phong cách rất là trẻ trung, tự tin. Anh thích điều đó. Về chất giọng của em thì em cũng có độ nhấn nhá trong từng câu hát, có cách xử lý riêng của mình. Khi mà nhắm mắt lại, điều quan trọng nhất đối với một ca sĩ là mang cái chất riêng của mình đến với khán giả. Khi khán giả chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhận ra được, à, đấy là ca sĩ nào, đấy là điều quan trọng nhất. Có thể mình không hoàn toàn xuất sắc về toàn diện,
nhưng phải có một cái điểm riêng cho chính cái giọng hát của mình, không lẫn bất cứ một ai. Thì đấy là điều em đã làm được. Chúc mừng em. Với Trương Diễm thì em cũng có một cái giọng hát có nội lực về độ nhấn cái câu. Ví dụ như cái câu đầu tiên là có nhớ đêm nào mình chung với nhau nơi này. Em lơi, anh thích câu đấy của em, rất là thích. Vì cái người hát đầu tiên sẽ bị áp lực rất là nhiều. Và cái câu xử lý đầu tiên cũng là cái câu để gây ấn tượng đối với khán giả. Và anh cũng chúc mừng em là em hát rất là tốt. Với Thiên Trang thì Thiên Trang cũng có một phong cách biểu diễn rất là lôi cuốn. Nhưng mà có một vài đoạn thì anh nghĩ là lát nữa nếu như mà em thi những phần thi sau ấy, em tiết chế cái phần mà trình diễn của mình để giữ cho cái cột hơi của mình nó được chắc. Để khi mà có những cái đoạn mà em hát xuống thấp ấy, nó rõ hơn, nó không bị tù và cao độ của nó được giữ vững. Tại vì thật ra là khi mà thi hát ấy, điều quan trọng nhất đấy là mình phải hát thật hay, trình diễn là phụ. Đấy là quan trọng nhất về cái giọng hát của mình để cho em có thể là em chiến thắng được tất cả. Đặc biệt là cái sự tự tin của mình. Có thể tất cả các em đều đã đi hát rồi, nhưng mà khi mà đứng trên sân khấu này là một sân khấu hoàn toàn khác, cho nên cảm xúc sẽ bị thay đổi rất nhiều. Và anh chúc mừng phần thi của tất cả các bạn đã rất là thành công. Xin được cảm ơn nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Xin mời diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh. Nói chung toàn diện thì bốn cô mỗi người một vẻ, ai cũng có một cái nét riêng của mình hết. Và với Kim Anh thì hiện bây giờ Kim Anh rất là ấn tượng với lại Trương Diễm. Kim Anh rất thích cái độ lơi của bạn và cái nhã chữ của bạn. Cái giọng á, xử lý nghe rất là thích. Về phần Thiên Trang á thì Kim Anh hơi tiếc cho Trang chút xíu. Cái giọng của Trang á nó có cái đặc trưng rất là riêng, nhưng mà bạn hát nó đang bị rung hay cái gì đó thì Kim Anh không biết, nhưng mà chưa có được rõ lời cho lắm. Kim Anh hy vọng rằng là sau cái tiết mục này thì có lẽ các bạn sẽ cố gắng đẩy cái nội lực lên và thoải mái tỏa sáng hơn. Tại vì mình đừng có khớp gì hết, đây là một cái sân chơi và ai cũng có một vẻ riêng của mình, ai cũng có một chất giọng riêng của mình hết. Thì Kim Anh hy vọng rằng là cái tiết mục sau của các bạn sẽ tốt hơn nữa. Vì vậy cho nên cố gắng lên nha, chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã động viên tinh thần của bốn chị em. Bàn tay chẳng gió mưa sao
giọng buồn hơn. Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sâu nặng không gọi sầu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đâu. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sâu soi đá cũng cần có nhau. Ngày sâu soi đá. Chúng ta vừa đến với một bản mashup cùng rất nhiều ca khúc nhạc Trịnh nổi tiếng. Bây giờ, 100 khán giả có mặt tại trường quay xin hãy dành những sự bình chọn cho bốn cô gái của chúng ta. Thời gian của quý vị bắt đầu. Xin mời quý vị khán giả. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần nhận xét đầu tiên. Xin mời ca sĩ Cao Thế Sơn. Xin nghĩ bài hát vừa rồi mà các bạn thể hiện là một bài hát hơi quá sức so với các bạn. Tại vì đây là những bài hát rất khó, không dễ để thể hiện. Khi mà các bạn muốn hát những bài hát này mà thật hay thì cần phải có sự trải nghiệm. Về chương diễm thì bài hát này em so với các bạn thì em vẫn có một chút gì đấy, đã có sự tự tin. Vì cái sự tự tin đấy của em nó đã lấy được lại những cái phong độ, cũng là những cái mà thể hiện trong cái bài hát này. Quả thực bài hát này là một bài hát cực kỳ cảm xúc. Ví dụ như cái câu đầu tiên của phần 2 khi mà em hát ấy, thì anh lại cảm giác như là nó đang có một cái gì đấy anh nó chưa tương xứng với cái hòa âm. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn tìm kiếm được một nửa còn lại trong mảnh ghép hoàn hảo của tâm hồn. Nhưng số phận và tạo hóa vẫn luẩn quất đâu đó những người vẫn đang tìm kiếm một nửa còn lại nhưng không thể nào tìm được mảnh ghép hoàn hảo để rồi dằn vặt đau đớn về một chuyện tình đã qua. Mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với ca khúc Nửa Hồn Thương Đau cùng tiếng hát ngọt ngào của Phương Thảo. Một thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt nhắm mắt. Ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, anh ở đâu.
sầu buồn đêm mắt sâu nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tim ngắn chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất và tiếng hát và nước Phương Thảo, em đã hoàn thành cái cảm xúc trong ca khúc Nửa Hồn Thương Đau với phần thể hiện chạm đến trái tim của rất nhiều người. Và bây giờ thì 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay xin hãy bình chọn cho phần thể hiện vừa rồi của Phương Thảo. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời phần nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy. Mời anh. Tôi nghĩ là chắc là bạn phải sung sướng. Bạn phải cảm thấy thỏa mãn. Bạn thấy đã lắm. Khi mà bạn hát cái bài vừa rồi, cái màn trình diễn. Đúng không ạ? Và cho đến khi mà bài hát nó chấm dứt thì tôi thấy là hình như cái cảm xúc nó vẫn chưa rời khỏi cái gương mặt của bạn. Nó vẫn còn tiếp diễn. Tại vì bài này cái âm vực nó rất là rộng và nó đòi hỏi đó có trải nghiệm một chút về yêu đương, phải mất mát, phải đau thương. Bạn làm tất cả những cái yếu tố để mà mang cái cảm xúc của bài hát vừa rồi ra rất là rõ rệt, rất là đẹp. Khi mà bạn chú tâm quá nhiều đến cái kỹ thuật thì những cái chữ, cái nhả chữ của bạn gần như là nó quá đều đặn. Chẳng hạn như tôi ví dụ là khóc lẻ loi một mình. Thì nếu mà bây giờ chúng ta nói chuyện đó thì chúng ta sẽ không thể nào mà nói là khóc lẻ loi một mình. Nó sẽ mất cái tình cảm đi. Cái chữ một mình nó phải được xử lý nhẹ nhàng hơn. Và cái điều đó nó phải được áp dụng cho tất cả những cái câu của cái bài Nửa Hồn Thương Đau này. Dạ, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Em xin cảm ơn nhạc sĩ ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Và xin mời ca sĩ Cao Thái Sơn. Anh là người sống rất nhiều cảm xúc. Nếu để nói về chê ấy, riêng tiết mục này thì anh chẳng có gì để chê. Có một cái đặc điểm như này này, anh muốn nói đây mới là bài hát mà anh cảm thấy ưng ý nhất. Em lựa chọn bài rất tốt. Cảm ơn anh ạ. Anh hay chơi, hay có những cái trò chơi thoát tim lắm, cho nên là cứ bình tĩnh. Thế nên từ cái lúc anh nhận xét ở bài trước đến giờ là em không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em chỉ có dám nhìn lấm lét thôi. Bây giờ nhìn thẳng anh này, em có một giọng hát rất đặc biệt. Âm vực của em khi đi xuống
nghe rất đã. Khi mà em hát lên cao những cái quãng cao á, nghe cảm giác giọng nó xé ra. Đấy là những bản chất của những giọng tự nhiên, bẩm sinh khi mà sinh ra đã có, chứ không phải là do học mới có được. Em xin phép ban giám khảo cho em có thể bộc bạch một đôi chút được không ạ? Thật ra thì em là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, cũng có học ngành sư phạm âm nhạc, nhưng mà chỉ học nhạc để dạy các bạn nhỏ thôi, chứ em cũng không theo con đường hát chuyên nghiệp. Bởi vì ngày xưa thì mẹ em không ủng hộ lắm, nhưng mà sau này thì em có đi làm thêm ở những cái phòng trà nhỏ ở Hà Nội, thì mọi người bảo có chất giọng, thử hát đi. Nhưng mà hồi đấy em cũng không biết định hướng mình hát theo cái dòng nhạc nào cả. Em sinh ra ở Ninh Bình, có lẽ là quê em nhiều đá, nhiều dê núi quá, cho nên là em nói nó cũng mạnh mẽ, mạnh khỏe, nhiều nắng gió, em cảm thấy thế. Cho nên là mọi người mà lúc đầu đi hát, mọi người bảo hát kiểu gì mà cứ hát hùng hục như thế. Nhưng mà tức là đến thời điểm này thì em cũng nhận được nhiều lời góp ý, và đến giờ này thì em cảm giác là cái tâm hồn của em ngay từ bắt đầu khi hát là lúc nào cũng có. Và em chỉ mong là được các anh chị chỉ bảo để em có thể tốt hơn thôi ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Xin mời chia sẻ của diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh. Chắc có lẽ nếu mà để mà là nhận xét cho Phương Thảo thì Kim Anh chỉ có một chữ thôi, đó là rất tuyệt. Thật sự ra là nãy giờ anh Cao Thế Sơn, có bao nhiêu anh Cao Thế Sơn với anh Huy nói hết trơn. Kim Anh không còn gì để nói hết trơn á. Phải dùng từ là cảm ơn bạn. Tại vì cảm ơn bạn, bạn đã đem đến một cái tiết mục mà để cho tất cả mọi người có cái độ lắng trong này. Lắng ở đây là một cái sự cuốn hút. Bạn đã cuốn hút tất cả mọi người vào giọng hát của bạn, vào bài hát của bạn. Và bản thân Kim Anh thì nổi da gà khi mà bạn lên nốt cao, và thậm chí rất là mê những cái âm vực trầm của bạn. Bạn xuống thấp rất đẹp, và giọng hát của bạn nội lực vô cùng, biểu cảm của bạn và khi thể hiện của bạn, tất cả nó rất là trọn vẹn. Chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ca sĩ Nhật Kim Anh. Lần nữa xin được cảm ơn Phương Thảo, và chúc cho em sẽ ngày càng thăng hoa hơn với cái con đường mà mình lựa chọn nha. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn ban giám khảo, xin cảm ơn tất cả quý vị ở trường quay ạ. Thưa quý vị, tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Đôi khi biết người khác hờ hững, lạnh lùng với mình nhưng vẫn cứ yêu, bởi vì lúc ấy thì con tim đã che mất lý trí. Một ca khúc tưởng chừng như rất đau khổ và dằn vặt, nhưng với một bản phối trên nền của vũ điệu tango, mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với tiếng hát của Trương Bảo Như, ca khúc Sao Em Nỡ Vô Tình. Đã biết anh phụ tình mà lòng em vẫn yêu, đã biết anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương, đã biết yêu ai lòng này mang đắng cay, đã chốt mang trong tim một hình bóng dáng ai. Phố vắng đêm khuya thần, lạnh lùng lê bước hoang, sóng gió qua bao lần còn hoài in dấu chân. Những phút anh bên em mà hồn anh vắng xa, những phút giây xa nhau lòng càng thêm khổ đau. Sao mùa xuân không đến khi đông tàn, sao tình ta như chiếc lá thu vàng kiếp cô đơn. Chậm chân buông trong bóng đêm, chỉ một mình ta với ta. Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu, cũng đã sơ vương vấn môi tơ dầu. Nhớ chẳng ai lời thề xưa, ai nỡ vô tình đành lìa xa bên mơ. Đã biết anh vô tình mà lòng em vẫn yêu, đã biết anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương. Xa vô trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa, bóng dáng anh đâu còn, còn chăng trong giấc mơ. Vô tình
mà lòng em vẫn yêu. Đã biết anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương. Đã biết khi yêu ai lòng này mang đắng cay. Đã chót mang trong tim một hình bóng dáng ai. Phố vắng đêm khuya thầm lạnh lùng lê bước hâm. Sóng gió qua bao lần còn hoài in dấu chân. Những phút anh bên em mà hồn anh vắng xa. Những phút giây xa nhau lòng càng thêm khổ đau. Sao mùa xuân không đến khi đông tàn. Sao tình ta như chiếc lá thu vàng. Kiếp cô đơn chập chờn buông. Trong bóng đêm chỉ một mình ta với ta. Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu. Cũng đã giữ vững vững môi thơ sầu. Nhớ chẳng ai lời thề xưa. Ai nỡ vô tình đầy lìa xa bên mơ. Đã biết anh vô tình mà lòng em vẫn yêu. Đã biết anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương. Trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa. Bóng dáng anh đâu còn, còn chăng trong giấc mơ. Xa buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa. Bóng dáng anh đâu còn, còn chăng trong giấc mơ. Xin cảm ơn Trương Bảo Như. Cảm ơn phụ đoàn NK. Cảm ơn tụi em đỏ rực luôn ha. Với một tiết mục rất là sôi động. Và bây giờ 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay, hãy bình chọn cho Trương Bảo Như. Xin mời quý vị. Đã biết người ta vô tình mà vẫn giật đùng đùng trên sân khấu. Rất là mạnh mẽ. Và Tango là một vũ điệu mà với cả những Quyền Khang nghe là đã muốn nhảy rồi, đúng không ạ? Và xin mời phần nhận xét của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Thật sự ra thì với cái phong cách của Như, Kim Anh biết là Như rất cố gắng để giữ cái cục hơi của mình. Tại vì thật ra nếu như là một cái bài hát mà mình đứng không á thì nó sẽ dễ hơn cho cái cục hơi của mình. Kim Anh sợ cái đoạn là Như ngã ra một cái xong rồi bật lại thì nó rất là dễ, cái cục hơi của mình nó không có giữ được vững. Nhưng mà bạn vẫn giữ vững được cái đó thì Kim Anh có lời khen cho Bảo Như. À, chỉ có một chút xíu, Kim Anh hơi tiếc chút xíu thôi. Theo cá nhân của Kim Anh thì về bài hát này không biết bạn có bị căng thẳng hay không. Nhưng mà Kim Anh thấy rằng là bạn hơi hụt hơi một chút. Hụt hơi và cái nội lực á, cái nội lực nó chưa có đẩy ra được hết. Nó không có thoát ra được mà nó vẫn còn nằm ở như cái phần giọng hơi trên cổ mình nhiều hơn là hơi bụng của mình đẩy lên. Ví dụ như là chỉ còn ta với ta đó thì Như hát dứt khoát chút xíu nữa tại nó hơi bị lê thê cái đoạn đó. Đó tại vì cái này nó là tango mà mình sung lên và mình hát cái nó phải bốc lửa lên, cái giọng mình nó phải sáng hơn một chút nữa thì sẽ tốt hơn. Không biết nói sao nhưng mà dù sao thì cái bài hát và phần trình diễn của Như thì cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn. Cảm ơn ca sĩ Nhật Kim Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ca sĩ Đức Huy. Mời anh. Cho tôi hỏi Bảo Như, thế thì đã bao giờ hát tango lần nào chưa? Dạ, đây lần đầu tiên em hát nhạc tango. Dạ. Thế nếu mà lần đầu tiên mà bạn làm như thế thì bạn giỏi lắm. Tốt rồi. Tại vì tango không dễ hát. Giống như là Kim Anh nói đó, nó cần một cái sự dứt khoát. Dứt khoát trong bước nhảy. Đằng này vừa hát, bạn hát tốt rồi, bạn nhảy cũng đẹp. Tôi rất thích màn trình diễn của bạn. Yeah, nhưng mà có lẽ là cái vũ khí mà mạnh nhất của bạn là cái nụ cười. Vậy thì đừng quên nhé, tô điểm chẳng những khi hát mà trong cuộc sống cũng vậy. Cười nhiều. Dạ, tại bài này lạnh lùng nên em hát hơi lạnh lùng chứ không em cười nhiều lắm. Dạ. Không, anh nghĩ là anh Thuy thích phần biểu diễn của em á. Dạ vâng ạ. Nếu mà 50 năm trước là mình lên mình đỡ liền rồi anh ha. Làm gì mà tới vũ đoàn NK. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ca sĩ Cao Thái Sơn. Xin mời. Có lẽ đây là một trong những bài hát mà anh nghĩ rằng là nó không phải là sở trường của em. Anh thích em hát nhạc nhẹ, nhạc trẻ hơn. Vì cá tính âm nhạc, anh chỉ khuyên em một điều là em hãy hát những bài hát nào thuộc đúng sở trường của em. Việc chọn một bài hát là cực kỳ quan trọng.
vì nó thể hiện được cái cá tính âm nhạc của em, thể hiện được đúng cái chất giọng của em cũng như là cái sáng trong cái giọng của em. Giọng em rất sáng. Hôm nay thì em hát bài Tango này đã hết sức mình, nhưng mà anh vẫn thích em hát nhạc trẻ là anh nghĩ là khán giả đã vỗ tay cho em rồi. Anh cảm ơn, xin cảm ơn. Cảm ơn những tư vấn của anh Cao Thế Sơn. Cảm ơn ba vị giám khảo. Cảm ơn Trương Bảo Như. Cảm ơn em rất nhiều. Thưa quý vị, khi những ngôn từ trở nên bất lực, không thể diễn tả được nỗi đau, người ta đôi khi sẽ chọn nước mắt. Nước mắt là cách để phơi bày và làm nhẹ đi những mất mát, những đau khổ trong tình yêu. Xuất phát từ những cảm xúc ấy, nhạc sĩ Vũ Thành An đã viết nên ca khúc Bài Không Tên số 4. Và mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với tiếng ác của Thúy Anh. Xin gửi trên tay.
Xin chúc mừng Lê Thúy Anh với một ca khúc rất nhiều cảm xúc. Có lẽ là cái lời của bài hát này nó sâu sắc và nó có nhiều cái thông điệp muốn truyền tải đến. Với cá nhân của Nguyên Khang thì Nguyên Khang rất là thích cái câu là triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Sống trong cuộc đời, người ta vẫn nói là hãy sống làm sao để khi mà chúng ta chào đời thì mọi người cười, và khi chúng ta mất đi thì nhiều người khóc, để thấy được cái tình cảm và cái cách sống của chúng ta mang lại ý nghĩa như thế nào đối với tất cả những người còn lại. Và bây giờ đây thì thưa quý vị, 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho tiếng hát của Lê Thúy Anh. Thời gian của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Xin cảm ơn Thúy Anh đã cho chúng tôi và tất cả mọi người đang xem chương trình một màn trình diễn nhiều cảm xúc. Vừa rồi là một cái màn dự thi của một thí sinh mang tên Thúy Anh, mà tôi xem đấy là một cái màn trình diễn của một nữ ca sĩ hát cái bài mình yêu thích với tất cả tâm hồn của mình. Tôi thích nhất là những cái nốt cao bật lên, chữ xóa đi bật lên rất đẹp, rất nhẹ nhàng. Xin chúc mừng và xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời ca sĩ Cao Thái Sơn. Giờ anh mà vạch ra xem em có lỗi gì à? Khó quá cơ. Thật sự là với bài hát này, khi mà em hát câu đầu tiên là anh đã chấm em luôn điểm 10 rồi. Cho nên là anh, cái tai của anh nghe là anh biết. Ngay câu hát đầu tiên là anh biết nguyên xuyên suốt một bài hát của em. Em xử lý cảm xúc rất tốt, đúng như những gì mà anh nghĩ và anh cảm nhận. Trong một bài hát có những cách xử lý, có những chữ nghe nhỏ, có những chữ cần phải đẩy lên cao trào. Em làm được cực kỳ tốt, và phần trình diễn của em anh không có gì để nói cả, vì anh rất thích. Chúc mừng em. Cảm ơn ca sĩ Cao Thái Sơn. Thật ra thì cũng chia sẻ là cô gái này cũng đã từng tham gia một cuộc thi hát và đạt được ngôi vị cũng rất là cao, á quân của một cuộc thi. Thế nhưng mà đến với cái chương trình Người Hát Tình Ca này á, thì cái điều đặc biệt ở đây á, là cái giọng hát của bạn này nó rất là tình, nó rất là cảm xúc. Cho nên một lần nữa bạn có mặt ở đây không phải để thi tài, mà bạn mang đến cái cảm xúc trong cái giọng hát của mình đúng với tiêu chí của người hát tình ca. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhận xét của chị Nhật Kim Anh. Thật ra thì Kim Anh cũng giống như anh Sơn hay anh Đức Huy, thật sự rất là khó để nhận xét cho Thúy Anh. Tại vì thật sự ra bản thân Kim Anh, cá nhân Kim Anh thì Kim Anh rất là thích bạn đưa tất cả mọi người vào gọi là cái guồng âm nhạc của bạn. Và bạn lèo lái làm sao mà cảm giác giống như là tất cả mọi người hòa quyện vào với cái âm nhạc mà bạn đưa ra. Ở đây cái điều đặc biệt của Thúy Anh mà làm cho Kim Anh rất thích đó là cái sự dây dứt trong lời hát của bạn, trong cái ngân nga tiếng hát của bạn. Bạn đã tự sự và bạn đã kể cho tất cả mọi người nghe về cái câu chuyện ở trong bài hát đó. Và cảm giác của Kim Anh hiện bây giờ đó là rất là thích giọng hát của bạn. Cảm ơn bạn đem đến một tiết mục rất là tuyệt vời như thế này, một bữa tiệc âm nhạc dành cho mọi người. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Xin được cảm ơn Lê Thúy Anh. Cảm ơn em. Lời ru buồn nghe mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cò về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đâu trái bùi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi còn đâu bao đêm trăng thanh tắt cầu sông vui bên anh. Dù em thời con gái kiêu sa em đâu ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi
được là siêu mông sao em nỡ trái mũ rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa rồi còn đâu bao đêm trăng thanh tán gầu dòng vui bên anh. Dù em thời còn gái kiêu xa em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em trời thiếu nữ xa rồi mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi. Dù em thời còn gái hay quên thương em tôi tìm lá diêu bông sao em nỡ vội lấy chồng. Quý vị đã cùng đến với phần thứ hai của bốn chàng trai trong đêm ngày hôm nay, và bây giờ sẽ là thời gian dành cho 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho bốn gương mặt này. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn 100 quý vị khán giả. Vừa rồi là ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Và thú thật cảm nhận của Nguyên Khang là rất là thích cái bản phối này của giám đốc âm nhạc, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Thì quý vị cũng đã biết là anh Nguyễn Hồng Thuận là người có rất là nhiều bản ballad hit, nhưng mà qua cái cách phối mới này chúng ta cũng thấy đây là một cái phần thể hiện đã thu hút được người nghe. Nó rất là chill và nghe nó rất là hơi ma mị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về cái hòa âm của bài này, nâng cái cảm xúc lên một cái tầm vóc mới. Bốn bạn, bạn nào cũng làm khá trọn vẹn cái phần của mình. Bạn Hoàng Hưng, bạn hát tốt, giọng bạn khỏe. Tuy nhiên có những cái chỗ, những cái nốt mà chúng tôi không nghe, tôi không nghe được. Em xin lỗi, em nghe có vẻ nó hơi chênh vênh một chút xíu thôi. Vâng. Ngoài cái chênh vênh nó còn bị cái âm lượng của nó... Nó không đều. Nó nhỏ, vâng, nó không đều. Cái sống động của nó xa quá, thường thường là nó vào những cái nốt thấp, thành ra bạn nên để ý cái đó. Và nếu mà bạn khắc phục được cái đó thì chắc chắn là cái người nghe sẽ rất thú vị. Kim Hải, bạn làm rất tốt, bạn rất sáng sân khấu. Chỉ có điều mà tôi muốn nhắc nhở bạn đó là trong những cái trường hợp mà mình hát nối, hát chung như thế này đó, tức là mình phải chia sân khấu với những người khác á, thì mình cực kỳ là phải để ý từng giây một. Tức là bạn phải hòa vào cái bài đó. Những cái nốt đầu mà bạn vào cái phần của bạn đó thì nó có hơi một chút ngập ngừng. Có thể là tại vì mình bị chia trí, mình bị phân tâm. Vâng, bạn để ý cái đó dùm. Bạn Quốc Dũng, cái nửa bài đầu đó thì bạn làm tốt, nhưng mà nửa bài sau thì bạn thực sự tỏa sáng. Thì bạn hãy giữ cái phong cách đó đi. Cái lời hát của bạn rõ, và bạn có cả những cái chỗ để mà bạn luyến lấy, bạn làm cho cái câu hát bình thường nó trở nên thú vị hơn một chút. Bạn Thiện Thuật thì cũng như thế. Riêng về cái phát âm với những cái nốt của bạn thì rất là thú vị, được nghe rõ ràng. Xin cảm ơn bốn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin phép được mời ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Dạ, em xin được nói ngắn gọn về tiết mục này. Thì câu đầu tiên khi mà bạn Dũng vào á, thì có lẽ rằng là chắc là bạn đang hồi hộp, cho nên là bạn vào cái câu đầu Ngọc cảm giác là nó chưa thực sự đã như mong muốn, như cái bản phối đang cần một cái người hát như vậy. Nhưng thực sự khúc sau thì như anh Đức Huy có chia sẻ, bà đã hoàn toàn lấy được hết tất cả phong độ và lấy được những cái mà
mình cần chia sẻ đến khán giả nghe mình. Và thực sự bài hát này Ngọc ấn tượng nhất đó là bạn Thiện Thuật. Bạn hát bằng bỏ nhỏ, bạn hát trong cái câu từ của bạn, bạn luyến lấy, nó làm cho bài hát Xem Nở Vào Lấy Chồng rất là mới, nhưng vẫn giữ được classic truyền thống mà bài hát mong muốn cần giữ. Chúc mừng bạn. Và về hai anh còn lại như anh Hoàng Hưng và bạn Kim Hải, thì bạn Kim Hải thì Ngọc hơi tiếc một chút xíu, giá như bạn vẫn giữ cái cách hát mà giống như bài đầu tiên vào trong ca khúc này, có nghĩa là một cái sự mạnh mẽ mà ở bạn đã có rồi, thì bạn hát bằng cái cách đó nó rõ ràng, nó mạch lạc hơn, nó sẽ rất là tuyệt vời. Và với anh Hưng thì em cũng xin chia sẻ một chút xíu là thực sự em cũng giống như anh Huy và anh Vũ, là em không có nghe được rõ lắm trong cái cách anh hát, mặc dù cảm xúc của anh rất nhiều, nhưng mà về từng câu từng cái thì mình phải thông cảm, vì đó là không phải nghề của anh. Nên em cũng hy vọng rằng nếu anh đam mê và anh thực sự muốn theo đuổi thì anh cứng nhắc hơn trong các cách hát của mình để được hoàn thiện hơn. Chúc mừng các anh. Cảm ơn ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Và bây giờ xin mời ca sĩ Nguyên Vũ. Ở đây thì Nguyên Vũ rất thích cái bản phối này, nó như nó khoác một cái áo mới vào cái bài hát vừa rồi, nhưng nó cũng là một cái thách đố rất lớn đối với các bạn khi đứng trên sân khấu này và khi mà trình diễn, bởi vì các bạn đã quá quen thuộc với những cái bản phối, những cái giai điệu khác rồi, và những cái giai điệu này, cái bản phối này nó quá mới, quá chiều đối với các bạn. Chính vì vậy mà khi mỗi thành viên hát đều phải rất là cẩn thận, rất là ngập ngừng, không biết rằng là đến khi nào mình sẽ hát tiếp, bởi vì chỉ cần cái bạn trước đó hát kéo cái câu dài một chút xíu thôi thì bạn tiếp theo hát tiếp nếu không vững nhịp. Ở đây thì Nguyên Vũ vẫn rất khen ngợi ở các bạn là các bạn vẫn dù có mất bình tĩnh một chút nhưng các bạn vẫn giữ được cái tự tin của mình, đó chính là vào vẫn kịp, chứ không có ai bị lọt ra khỏi cái khuôn nhịp đó cả. Đây có thể là lần đầu tiên các bạn hát chung với nhau một cái bản phối khó như vậy, nhưng các bạn vẫn giữ được bình tĩnh để mà hát trọn vẹn. Đó là một điều mà Nguyên Vũ rất là thích. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi, anh biết yêu thương ai nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là trong môi anh đã lo tuyệt vời, ôi 20 năm mù hoài. Thời điểm phải gặp nhau từng duyên may, ở đâu từng duyên đã lỡ rồi, lỡ tuổi lỡ thời đôi ta không xứng đôi. Ôi thôi chờ kiếp sau. Năm anh 20 em mới sinh ra đời, ngày anh 40 em mới vừa đôi mươi. Cuộc đời nhiều lúc mẹ mai tình đời nhiều đắng nhiều cay, vui đó ở đây. Còn chờ người anh đã lo việc đời, ôi 20 năm u hoài. Đầu vừa đêm phải gặp nhau từng duyên may, ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi, lỡ tuổi lỡ đời đôi ta không xứng đôi. Ôi thôi chờ kiếp sau.
anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau chỉ yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống là bao, ơi là thế đời sống không được bao, ơi là bao đời không lâu lắm, ơi được bao lâu hãy sống mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, khi xa em rồi anh biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống được bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống là bao. Bố bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc rất là sôi nổi, nghe là muốn nhảy thôi, Charles, và rất là năng động trong phần thi của bốn thí sinh. Tạm gọi đây là liên khúc cuộc đời, bởi vì quý vị thấy là giám đốc âm nhạc đã sắp xếp cái cách chơi chữ rất là hay. 20, 40 là tên của ca khúc, rồi thêm 60 năm cuộc đời, đúng không ạ? Đây cũng là một trong cái liên khúc mở màn chào đón các thí sinh của nhóm tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn ấy. Xin chào em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Lời đầu tiên cho em xin được chào ban giám khảo, quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ, em tên là Huỳnh Minh Anh, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Em đến từ Cà Mau ạ. Cà Mau? Dạ. Nhà mình có nuôi cua không em? Dạ có, đương nhiên là có. Thiệt luôn á hả? Dạ có. Nhà em... có nuôi cua luôn? Em ở năm căn luôn á. Ở năm căn luôn? Trời ơi, nghe thôi là thèm cái lẩu cua mà chấm giữa trời mưa Sài Gòn là phê biết bao nhiêu. Vâng, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta qua đến với chàng trai này. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào tới ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em xin được giới thiệu, em tên là Gia Huy, hiện em đang phục vụ trong quân đội và em đang công tác tại đoàn quân khu 7 ạ. Em đang phục vụ trong quân đội, là em làm gì ở trong đó? Em làm ở đoàn văn công ạ. À, em mang lời ca tiếng hát để phục vụ các chiến sĩ của chúng ta. Dạ, đúng rồi. Giúp cho các anh có tinh thần chiến đấu. Đúng rồi. À, hay quá. Thế thì em đã phục vụ trong quân đội lâu chưa? Em phục vụ quân đội được khoảng 3 năm ạ. 3 năm. À, năm mình có đi lưu diễn nhiều nơi đúng không em? Dạ có, công việc của em là biểu diễn ở Trường Sa, Côn Đảo, tức là những cái nơi xa cần những cái đóng góp của tinh thần cho các chiến sĩ ạ. À, và đây cũng là một trong những cái tinh thần mà anh nghĩ là đáng tuyên dương, bởi vì sao? Đem cái tình yêu của mình để truyền lửa và thắp lửa cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo xa xôi. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta qua với cô nàng rất là sexy và quyến rũ ở đây. Chào em. Chào anh ạ. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì đến từ đâu? Ngọc xin được gửi lời chào đến ban giám khảo và tất cả các bạn có mặt trong trường quay tối hôm nay cũng như là anh Nguyên Khang. Em tên là Ngọc Bích, hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em đang kinh doanh một thương hiệu giày của Việt Nam. Giày cho nữ hả em? Dạ, giày cho cả nam nữ luôn, phi giới tính luôn ạ. Sao cũng mang được hết. Vậy cái đôi giày mà em đang mang đó là cái đôi em đang kinh doanh đó hả? Dạ không. Em chỉ kinh doanh các loại giày giống như là các bạn đang mang ở dưới á, giày sneaker, slip on, những loại giày thể thao ạ. Trời ơi, hay quá. Thưa quý vị, bà chủ tiệm giày đam mê ca hát. Bây giờ chúng ta qua với người thứ tư, mời em. Em là Hoàng Yến và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Hiện tại là em là giáo viên tại một trường chuyên của thành phố Hồ Chí Minh quận nhất. Em dạy trường Nguyễn Du đúng không? Dạ trường Trần Đại Nghĩa. À, Trần Đại Nghĩa, trời ơi, cô giáo luôn, cô giáo cấp 2, cấp 3? Dạ cấp 3. Cấp 3, em dạy môn gì? Dạy dạ em gì? Dạy tiếng Pháp ngoại ngữ. Wow, cô giáo tiếng Pháp. Thế thì chẳng mấy khi lớp học của nhà em đang đông đúc, cô giáo có thể hát vài câu để gửi tặng cho thầy Giám Thị và thầy Đức Huy, cùng với lại hai cô giáo, thầy cô giáo đang dự giờ của chương trình chúng ta. Dạ. Yeah. Je t'aime. Mời cô. Dạ, em xin hát ca khúc Le Géant de Babillé là Lạc Mất Mùa Xuân ạ. Demande-moi de combattre le diable dans les défis les trarons du néant pourvu contre des tours de cathédrale sức đến xăm là mù vong. Hay quá.
Vâng, cảm ơn cô giáo rất nhiều. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo ngày hôm nay. Xin mời thầy giám thị Đức Huy. Trước hết tôi có lời khen ngợi Minh Anh. Nửa bài đầu chưa đủ tự tin, nhưng mà nửa bài sau thì máy nóng và bạn hoàn tất cái phần thi của mình trọn vẹn, tốt. Quang Huy, hôm nay bạn làm tốt, bạn hăng hái. Thế nhưng mà cái nhiều khi nó thiếu kiểm soát, hay như có những cái nốt, nhất là những nốt đầu hoặc là nốt cuối, nó không được rõ hoặc là nó hơi bị chênh. Ngọc Bích, bạn có một cái giọng rất đặc biệt, giọng hơi khàn khàn, rất là hợp với cái bài vừa rồi. Bạn sáng sân khấu. Hoàng Yến, tôi có lời khen ngợi là bạn cái nhịp bạn vững lắm. Xin chúc mừng bốn bạn. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời anh Nguyên Vũ. Muốn hát với lại tất cả các nội lực của mình, giống như bạn Huy, bạn muốn lên nữa, muốn hát mạnh nữa, nhưng mà tại cái tông nó không đúng với bạn, cho nên nó làm cho bạn bị over lên một chút. Nhưng giọng bạn khỏe và chắc, cái điều đó rất là đáng hoan nghênh. Bạn Minh Anh, hình như là Vũ thấy rằng là giọng của bạn hợp với lại nhạc trẻ và những bài hát tiếng Anh hơn thì phải. Bạn có cách nhả chữ nó rất là lạ. Dạ, em nghĩ đây là bản chất tự nhiên của em rồi anh. Chứ em cũng không qua trường lớp ca nhạc bằng hết. Bạn có thể hát một cái câu nào đó mà bạn thích, bạn thử hát cho giống như là mọi thì cho mọi người nghe rõ cái cách hát của bạn như vậy. Thử được không? Thử một đoạn cho mọi người thấy coi là cái chất giọng, nếu mình vô cái dòng nhạc khác thì nhạc của Phan Mạnh Quỳnh đó anh. Dạ, em cũng xin hát một đoạn của bài Ngày Chưa Giông Bão luôn. Vâng, xin mời em. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vô, quanh quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duy mình duy em thơ sáng thơ. Và anh luôn yêu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Từ gió như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu chẳng giang bao la đến đâu nữa nhà. Đây chính là dòng nhạc đây của bạn ấy, là của bạn ấy. Là xuất sắc đúng luôn rồi, đúng. Yeah. Đó, bây giờ tất cả mọi người đã nhận ra chưa? Đó là bởi vậy cho nên là khi mà bạn hát, Nguyên Vũ đang bất ngờ, tại sao lại bạn hát với cái cách nhả chữ như vậy. Nhưng mà bạn hãy cẩn thận, đối với chúng ta là chương trình Người Hát Tình Ca thì cái cách nhả chữ của bạn liệu có hợp hay không. Nếu như từ đầu bài cho đến cuối bài bạn hát với cái cách nhả chữ mà người ta phải đoán rằng là bạn đang hát câu gì. Chính vì vậy đó là một cái riêng của bạn, nhưng nó cũng là một cái bất lợi cho bạn nếu như bạn hát những bài tình ca cần những cái tình cảm nó dạt dào và nó đông đầy hơn. Cho nên bạn hãy cẩn thận nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn em. Và bây giờ xin mời Giang Hồng Ngọc. Bạn Ngọc Bích, hình như là Ngọc có tiếng Bích đúng không? Mình đã biết nhau từ lớp nhạc Phù Sa. Đúng rồi, nếu vậy là chính xác đã là 15 năm. Đúng không ạ? Lâu lắm rồi, Ngọc cũng rất là ấn tượng giọng của Bích. Ngọc chỉ mong muốn rằng là Bích thể cố gắng control lại, điều khiển lại cái giọng mình một chút xíu. Tại vì bài hát nào cũng có thể mình phô ra được, nhưng có những bài hát vừa cần cảm xúc, vừa cần thể hiện để mình có thể làm chủ được cái sân khấu của chính mình mà mình không bị over cái phần đó lên quá. Đó là cái phần mà Ngọc muốn góp ý đến Ngọc Bích. Còn ngoài ra thì bạn rất là tuyệt vời. Cảm ơn Ngọc rất nhiều. Còn về bạn Hoàng Yến, Ngọc xin dành trọn 10 điểm cho Yến vì Ngọc rất là thích Yến. Mà sau khi nghe tiếng Pháp xong nữa thì Ngọc mê hơn và hy vọng rằng là sau này nếu có học tiếng Pháp thì Yến sẽ dạy cho Ngọc giống như anh Nguyễn Khang. Em rất sẵn sàng, free 100% luôn. Trời ơi. Vì em rất thích chị Ngọc và có một lần như là tụi em mình có gặp nhau mà chắc chị không nhớ là hát ở Maxim Obus. Rồi, Maxim, nhớ rồi, như vậy thì nhớ. Nhưng mà cái chất của Yến thật sự là rất mong muốn Yến hãy giữ nguyên như vậy và làm cho mình được rõ ràng hơn, cảm xúc hơn. Tại vì tất cả mọi thứ ở Yến đã có rồi và hy vọng rằng là Yến sẽ thành công hơn nữa cho con đường nghệ thuật của mình. Dạ, xin cảm ơn chị Ngọc. Con đường anh
đón đưa em ngày xưa. Giờ là ngã rẽ anh lặng đứng dưới mưa, người gieo nhớ thương rồi để anh trong nỗi buồn. Đâu phải khi mất em anh vội quên, kỷ niệm sẽ dẫn lối anh tìm thấy em. Từ nơi chúng ta nói tiếng yêu nhau lúc đầu, có ai còn giống như tôi, cứ hy vọng vào một tình yêu rất xa xôi. Có ai còn lặng lẽ tôn thờ niềm hạnh phúc đã hóa thành nỗi đau. Mình anh khóc, mình anh cười, một mình buồn rồi một mình vui. Mình anh bước, mình anh đợi, một mình ngã rồi một mình đứng lên. Mình anh ngóc, mình anh chờ, một mình sau rồi một mình đau. Mình anh mong, mình anh gọi, một mình giờ chỉ là một mình thôi. Cứ hy vọng vào một tình yêu rất xa xôi. Có ai còn lặng lẽ tôn thờ niềm hạnh phúc đã hóa thành nỗi đau. Mình anh khóc, mình anh cười, một mình buồn rồi một mình vui. Một mình đứng lên, mình anh ngóc, mình anh chờ, một mình sâu rồi một mình đau. Mình anh mong, mình anh gọi, một mình giờ chỉ là một mình thôi. Mình anh khóc, mình anh cười, một mình buồn rồi một mình vui. Mình anh bước, mình anh đợi, một mình ngã rồi một mình đứng lên. Mình anh mong, mình anh gọi, một mình giờ chỉ là một mình thôi. Mình anh mong, mình anh gọi, một mình giờ chỉ là một mình bình minh không đến bao giờ đời tôi.
sẽ đi về đâu khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh. Tình yêu tôi vẫn đi tìm rồi tình cũng chết dương an khơi. Thế gian này để tôi sống yên cho sinh ra phần mình trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mệt nhoài, âm thầm mang bao đáng cay. Bình minh không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu? Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê xa lại, tình yêu tôi vẫn đi tìm rồi tình gục chết dương an khơi. Thế gian nơi để tôi sống yên bình, tình mình không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi đến đâu? Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lại, rồi tình cũng chết dương an khơi. Thế gian nơi để tôi sống yên bình, thế gian nơi để tôi sống yên bình. Xin chúc mừng Nguyễn Thiện Thuật, thật sự là hát rất là hay luôn, hát như dút cái nỗi lòng của mình ra vậy đó. Xin mời 100 vị giám khảo sẽ bình chọn cho phần thể hiện vừa rồi của người chơi của chúng ta, bạn Nguyễn Thiện Thuật. Thời gian bắt đầu. Em hát cái bài này sao cảm xúc đến vậy vậy? Hát nỗi lòng của mình hả? Thực ra thưa anh Nguyên Cang, là bởi vì đây là một trong những bài hát mà em tâm đắc nhất từ từ khi mà em bắt đầu nghe nhạc từ còn nhỏ cho tới bây giờ. Thì có rất nhiều bài hát mà em yêu thích, nhưng đặc biệt với Trò Đùa Của Tạo Hóa, đó là một cái... Mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Trong cái bài hát vừa rồi đó thì đối với tôi cái câu mà đắt nhất là xin cho tôi được sống yên bình. Sống yên bình, sống với một cái tâm bình an có lẽ là một trong những cái mơ ước lớn mà hầu hết chúng ta đều mong là đạt được. Và hôm nay bạn đã hoàn toàn có mặt cho cái bài hát này ở trên cái sân khấu này. Chúng ta không có nợ quá khứ gì cả, mà chúng ta cũng không lo sợ về tương lai, thì chúng ta sẽ tìm được sự an bình. Và hôm nay tôi cũng đã có mặt hoàn toàn trong cái bài hát mà bạn đã có mặt. Và tôi cảm thấy một cái sự yên bình rất là lắng dịu trong trái tim tôi. Xin cảm ơn bạn nhiều. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Thưa quý vị, có một điều mà cá nhân Nguyễn Khang muốn chia sẻ. Nhưng cái ca khúc này, trong cái cộng đồng này các bạn rất là giỏi và nhận được sự ngưỡng mộ từ những người khác về cái tài năng của mình. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng một xã hội tiên tiến thì chúng ta phải yêu thương và trân trọng con người, chứ không nên có một cái sự kỳ thị nào. Bởi vì dù gì đi nữa, dù là đến từ giới tính nào hay cách sống nào, thì họ cũng xứng đáng nhận được sự yêu quý như một con người thật sự. Vâng. Và xin mời, trước khi anh Nguyên Vũ, anh vẫn còn đang rất cảm xúc, thì cho phép Nguyên Khang mời nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc chia sẻ một tí xíu về cái ca khúc này mình cũng từng thể hiện, đúng không Ngọc? Dạ.
Sự ca khúc này em thể hiện chắc cũng phải được 7 năm, gần 7 năm. Hôm nay ca khúc này lại một lần nữa được sống lại qua giọng hát của bạn Thiện Thuật, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Đến tận bây giờ em cũng rất là cảm xúc. Lời của ca khúc này thực sự đã rất là hay và hoàn hảo rồi. Nhưng cái mà người nghe người ta cần nhất là trong cái bài hát trò đùa của Tạo Hóa này rất khó, đó là đưa cảm xúc vào, để cho người nghe thấu hiểu được mình đang muốn nói gì, chia sẻ gì, câu chuyện mình là gì. Thì Thiện Thuật đã làm được trọn vẹn điều đó. Và hy vọng rằng là Thuật sẽ hát những ca khúc tình ca như vậy, tuyệt vời như thế này để dành tặng cho khán giả của mình. Xin cảm ơn ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Và người cuối cùng thì đáng lý ra Khang phải là mời người nhận xét đầu tiên. Tại vì Nguyên Khang chợt thấy được những cái xúc động trên cái ánh mắt của anh. Vì sao anh lại có xúc động đến như vậy anh Vũ? Khi mà nghe Thiện Thuật hát, Vũ lại hình dung lại một cái câu chuyện đó. Nam ca sĩ Nguyên Vũ, một lần nữa xin chúc mừng Nguyễn Thiện Thuật. Cảm ơn bà. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xa mong ước ngây ngô lúc
đã xa rồi, tiễn đưa anh về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả, để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm. Chúc mừng Hoàng Yến. Lại một lần nữa, anh lại bị hớp hồn với giọng hát của em. Và bây giờ, xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay. Chúng ta sẽ bình chọn cho tiếng hát của Hoàng Yến. Xin mời. Xin cảm ơn quý vị. Và một lần nữa là bản phối lại quá xuất sắc cho phần thể hiện vừa rồi của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo cho tiết mục này. Thấy anh Vũ nghe bài này có vẻ là hát theo và rất là vui tươi đúng không ạ? Xin phép mời anh Vũ chia sẻ trước ạ. Không biết là Vũ có được lên ôm bạn nữ đó một cái được không? Ôm mấy cái Cho lên anh ôm em một cái nha. Đây, anh ôm em đợi cái gì à? Chúc mừng em. Ngọc biết không, Vũ rất là hào hứng với cái bài hát vừa rồi. Một cái mối tình chia tay, đáng lẽ người ta phải đau khổ dằn vặt, nhưng ở đây bạn hát cho Nguyên Vũ nghe rằng là nó một cái gì đó giống như là một cái cô gái mới lớn, mới một cái tình yêu chớm nở. Và đối với bạn, cái khi mà chia tay đó, nó giống như là một cái trang sách hồng. Bạn ghi thêm một cái câu thơ hay là bạn vẽ thêm một cái bức tranh muôn màu về tình yêu vào trong đó mà thôi. Và bạn đem đến cho Nguyên Vũ cảm giác là tin về cái mối tình ở trong cái cách hát của bạn. Bạn đã thổi một cái hồn hoàn toàn mới vào trong cái bản phối vừa rồi. Và một nửa ôm bạn cái nữa được không? Anh nghĩ rằng là ngoài cái chuyện em làm cô giáo thì em còn là một ca sĩ đứng trên sân khấu chuyên nghiệp biểu diễn nữa. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Với bài hát này, hay tại vì em đặt quá nhiều kỳ vọng vào Hoàng Yến, nên em giá như Hoàng Yến chọn một ca khúc tương tự như ca khúc Thành Phố Buồn lúc nãy thì sẽ thể hiện được hết những gì mà Hoàng Yến có về độ cao, cảm xúc, độ trầm khi hát một bài về tình yêu nhưng không bi lụy. Đó là một cái điều rất hay. Tại vì khi cho một người khán giả người ta nghe và cảm nhận về nhạc tình, không nhất thiết rằng là mình phải than khổ, mình khóc lóc và mình bi lụy để khi người ta nghe xong, trời ơi, muốn đi tự tử luôn. Mà không có. Mình nghe hát phải để cho một cái cách rằng là rất lạc quan, rất tươi sáng. Chúc mừng Yến. Cái quyết định cuối cùng là có hay hay không? Dạ hay. ý mà nếu như mà Yến hát được một cái ca khúc nhạc Pháp lời Việt nào đó mà cảm xúc hơn nữa ha, chắc là nổi da gà. Yeah. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Riêng trường hợp của Hoàng Yến đó, bạn hát mỗi ngày nó lại làm cho cái người nghe nó muốn nghe thêm. Thì tôi xem đó là một sự thành công. Tôi bị cuốn hút bởi cái phong cách hát trẻ trung của bạn. Nhìn bạn hát cũng thích nữa. Bạn sáng sân khấu. Và đặc biệt là khi mà bạn thoải mái thì những cái luyến láy nó nhỏ nhỏ đó. Wow. Cái đó, à, đó. Đó. Cái đó giống như là những cái gia vị mà thêm một tí thôi. Thì bạn làm rất khéo cái đó. Và tôi rất mong đó là bạn sẽ được tiếp tục đi vào trong cái vòng kế tiếp để mà chúng tôi có dịp được nghe bạn hát nữa. À, xin chúc mừng bạn rất nhiều. Yeah, xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Yến rất nhiều. Cảm ơn em. Nay ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loa bơi nợ tình xa, tóc trắng bằng mau bơi nợ yêu nhau.
nào biết ngày sau còn nợ tình nhau. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió, gió bay về trời, đầy hoa sẽ rơi về vùi, còn ta đường nào cho ta. Bơi đời tình xa, tóc trắng bằng màu bơi nơi yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tin nhau, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mong hoài hồng. Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ mong mãi. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Cho người trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Xin cảm ơn Quốc Dũng. Xin cảm ơn bốn chị em gái. Chúng ta vừa đến với ca khúc Trả Nợ Tình Xa với phần thể hiện của Quốc Dũng và đặc biệt phần bonus vũ đạo nhẹ của chàng trai này trên sân khấu. Và bây giờ sẽ là phần bình chọn của 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Thời gian bình chọn của quý vị bắt đầu. Vâng, Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy cho tiết mục này. Riêng phần hát, bạn hát tốt, giọng hát khỏe, hát đúng nhịp, hát thoải mái. Nhưng mà chỉ tiếc đó là thiếu cái động tác dứt khoát nhảy để làm gì? Để cho nó đồng bộ với toàn thể, thành là năm trở thành một. Còn đây tôi chỉ thấy mới là 4 cộng 1 thôi. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời anh Nguyên Vũ ạ. Tiếp mục vừa rồi thì Nguyên Vũ thấy rằng là bạn đã mang đến một cái tinh thần giải trí đến cho chương trình. Vũ chỉ hơi tiếc một chút xíu thôi, đó chính là nếu như bạn đừng hát từ đầu đến cuối một màu một thì nó sẽ hay hơn. Ở cái chỗ là có thể chỗ này bạn có thể là dốc hết từ nay ta trả nợ người, dốc hết từ nay ta trả nợ đời. Đó, có nghĩa là có cái nào cần gần thì mình phải gần, cái nào mình cần bỏ nhỏ, mình cần bỏ nhỏ. Nếu mà mình đã feel rồi thì cái feel của mình nó phải căng rồi. Và nó đắt giá thì mình làm. Còn nếu mình không căng được, không đắt giá được thì mình nói là trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Wow, wow. Đó, thí dụ mình làm như vậy, nó mất một chút xíu ở cái điểm đó thôi. Nhưng
bạn đã mang đến một cái tinh thần giải trí trong cái phần trình diễn của bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Bây giờ xin mời Giang Học Ngọc sẽ chia sẻ. Cho Học hỏi chút xíu về cái lời bài hát, hình như bạn có sửa một chút đúng không? Dạ, khúc có đầu sửa thì... là mắt đã mù loà vì nợ tình xa, mà bạn hát là bởi. Bởi. Rồi tóc trắng bạc nâu bởi nợ yêu nhau gì đó. Là bạn sửa hai vì thành hai bởi hết. Mắt đã mù loà bởi nợ tình xa, tóc trắng bạc nâu bởi nợ yêu nhau. Thì không biết rằng là đây là cái riêng của bạn muốn sửa hay là như thế nào ha? Tại vì cái đó nó rất nổi tiếng rồi, nên nó cũng là một cái mình phải nên cân nhắc khi mình chỉnh sửa lời bài hát của anh Tuấn Khanh. Thì cái câu này là cái câu rất là đỉnh điểm trong bài Vì Nợ Yêu Nhau và Vì Nợ Tình Xa. Nên là Ngọc góp ý chút. Vâng, xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng Quốc Dũng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Em như ngàn ánh sao vùng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê của riêng. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau và say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ăn lời muốn nói. Chẳng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau, trao ánh mắt anh chào. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Và chỉ mình sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, để chân trong màn đêm đam mê cuồng si. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Đắm say. Này em yêu ơi, tình ấy ngàn lời muốn nói. Rằng anh yêu em, yêu, yêu giây phút ban đầu. Yêu, tình cờ mình quen nhau. Yêu, trong ánh mắt em chờ. Này em yêu ơi, yêu, yêu em nhất trên đời. Yêu, và chỉ mình chỉ mình em thôi. Eo, oh eo, trong trái tim trời. Này em yêu ơi, eo, eo, yêu em nhất trên đời. Eo, oh eo, và chỉ mình em thôi. Eo, oh eo, trong trái tim anh. Rằng anh yêu em, eo, oh eo, yêu em phút ban đầu. Eo, oh eo, tình cờ mình chàng trai của chúng ta đã khuấy động không khí của sân khấu Người Hát Tình Ca trong một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, chúng ta sẽ bình chọn cho 4 chàng trai. Xin mời 4 chàng trai quay trở về vị trí của mình.
Mời quý vị bình chọn cho 4 gương mặt đầu tiên. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Và thưa quý vị, tôi có đứa em gái đã ế lâu năm. Hôm nay rất may mắn khi con bé nhà em được ngồi vào trong chiếc ghế này. Thế nên bây giờ xin phép gia đình nhà gái, chúng ta sẽ cùng làm quen và giới thiệu với 4 chàng trai theo 4 phong cách khác nhau. Mà thật ra tôi biết gu nhỏ em của mình rồi. Chỉ cần len lén nhìn cái nụ cười của bé nó thì biết bé đó là chọn ai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với chàng trai đầu tiên. Vâng. Xin mời bạn, chào bạn giới thiệu đôi nét về mình và bạn đến từ đâu? Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban giám khảo và tất cả các khách mời trong trường quay hôm nay ạ. Tại công việc chính của em là diễn viên ở ngoài miền Bắc. Em có yêu thích ca hát nên là em mới tìm đến show người hát tình ca, mong được thể hiện ca khúc của mình. Em tên là Đức Anh ạ. Nhìn thấy em lên sân khấu thì anh cảm giác là em hơi rụt rè, hơi nhẹ nhàng. Ngoài đời thì em là người cũng khá rụt rè anh ạ. Khá là rụt rè. Nhau em nhìn chị Phương cho anh nè, cười một cái thật tươi coi. Hai chị một cái hai chị. Dạ, chắc là bị loại rồi, gia đình nhà gái không thích kiểu xưng chị gì đâu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người tiếp theo. Thưa quý vị, đây hình mẫu của trai ngoan nha quý vị, trai ngoan mà rụt rè, đây là tiếp thứ nhất. Vâng, bây giờ chúng ta qua hình tượng thứ hai. Chào em. Chào anh. Dạ. Em giới thiệu đôi nét về mình đi. Lời đầu tiên thì xin phép cho Đào Tính gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo trong buổi tối ngày hôm nay. Em là một ca sĩ tự do. Yeah. Em là ca sĩ tự do, em đến từ đâu? Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Trong 4 người thì anh thấy em là người mà có nhiều năng lượng nhất. Và tóc của em cũng khác biệt so với các bạn. Có lẽ là đây là một cái phong cách của em đúng không? Dạ, năng lượng đó anh. Năng lượng đúng không? Vậy là nếu như mà tự nhận mình là thuộc tiếp trai nào thì em nghĩ là em sẽ ngã về phía nào nhiều hơn? Em sẽ ngã về những chàng trai vui tính, dễ thương, dễ chịu và dễ chiều. Dạ, vâng. Vâng, dễ chịu và dễ chiều đúng không? Vâng, cảm ơn em. Nhà gái cũng đã thấy rồi. Dạ, bây giờ chúng ta qua với hai chàng trai tiếp theo. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai thứ ba. Có một phong cách khuôn mặt rất là baby, rất là đáng yêu. Bây giờ xin mời bạn giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, em xin gửi tới lời chào đến tất cả ban giám khảo và cũng như là tất cả mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Đăng Nguyên, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng em đến từ Hà Nội và công việc hiện tại của em đang là ca sĩ tự do. Em thường hát dòng nhạc nào? Dòng nhạc em thường hát đó là ballad ạ. Tính cách ngoài đời mình như thế nào? Em hát như thế nào thì tính em như thế. Thành ra là nó sẽ thông qua hết những cái lời bài hát của em đã truyền tải đến cho mọi người. Vâng, cảm ơn em. Vâng, bây giờ nhà gái ơi còn một người nữa. Dạ, bây giờ em giới thiệu đôi nét về mình đi. À, bạn này có răng khểnh à. Vâng, xin mời bạn. Chị em xin phép chào ba vị giám khảo cũng như là các vị khán giả có mặt tại trường quay buổi tối ngày hôm nay. Em tên là Vũ Huy, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là designer, em thiết kế đồ họa. Bình thường cái giọng mình nó trầm, nó là vậy đó hả em? Hay là dạ, chỉ tại cái giọng em nó bass vậy. Giọng nó bass vậy hả? Khang ơi, nãy giờ mọi người trả lời rất nhiều câu hỏi rồi mà cái câu quan trọng nhất lại không hỏi là sao? Câu hỏi gì? Ai độc thân giơ tay. Rồi vô. Độc thân là được vô ạ? Vô dòng sao? Vô dòng trong. Cho em hỏi lại được không ạ? Hình như em đã được rip sai nội dung của chương trình trước khi em tới. Em tưởng hôm nay là chương trình tuyển gọi là mình về âm nhạc đó, chứ đâu phải là chương trình tuyển người yêu cho ái phương. À, vậy là em không biết tiêu chí của chương trình hát tình ca rồi. Dạ, tiêu chí gì vậy anh? Đầu tiên là chọn thí sinh hát hay để trao giải thưởng. Dạ. Tiêu chí phụ là chọn người yêu cho giám khảo độc thân. Ồ, quá. Vậy em lời quá ha. Quá lời. Dạ. Yeah. Xúc động quá, em cảm ơn chương trình. Khoan, dạ. Bây giờ nghe ba vợ nhận xét trước rồi xin mời ba vợ. Dạ. Yeah. Xin chúc mừng 4 bạn trong cái màn mở màn rất là sôi động, rất là trẻ trung, tươi vui. Và 4 bạn thì mỗi người có một cái nét riêng của mình nhá. Đầu tiên thì bạn Đức Anh, bạn nào cũng dễ thương nhưng mà bạn này có một cái nét dễ thương hơi khó hiểu. Còn cái bạn thứ hai là bạn Đào Tín, bạn có nhiều nét để mà gây cái sự chú ý trên sân khấu lắm. Bạn là người đầu tiên ra đó nhảy và bạn là cũng là người mà quậy. Nhưng mà tôi thích, rất thích cái đó.
bạn Đăng Nguyên, bạn có một giọng khá đặc biệt đấy, và bạn có những cái luyến láy nhẹ nhẹ rất là dễ thương, và bạn Vũ Huy cái giọng trầm cũng là gây sự chú ý. Và cả bốn bạn phối hợp lại, tôi nghe có giọng chính, có giọng bè, rất là ăn khớp. Xin chúc mừng. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Trước khi mà Dương Triệu Vũ nhận xét thì ưu tiên cho Ái Phương cái nha. Ái Phương ơi, cái chương trình này làm như là muốn mời em tới xong rồi nhắm tới em á. Không, tại vì vậy nè, hồi nãy là Nguyên Khang ngồi dưới là anh để ý rất kỹ. Mỗi một người em có nụ cười rất khác nhau. Kiểu cười của em kiểu như là anh này dễ thương, kia anh kia hơi chết, anh này của mình rồi, ví dụ như vậy. Thì cái nụ cười của em nó đã một phần nào đó anh nó nói được ơi, cái sự lựa chọn của em. Cái đó là cái suy nghĩ của em hay là của anh? Không, anh nhìn thấy rõ ràng này. Thưa quý vị, đề nghị chương trình cho tua lại. Rõ ràng, thưa quý vị, đây là nụ cười của Ái Phương. Cho nên thôi bây giờ xin mời em nhận xét nha. Nói đùa chứ hồi nãy khi mà bốn bạn bước ra thì em thấy là rất là dễ thương, duyên dáng. Em sẽ xem như đây là một bữa tiệc và em là một cô gái đến dự tiệc. Thì em thấy là wow, có nhiều chàng trai đẹp trai dễ thương quá, mình vui quá. Xong sau đó em thấy có rất nhiều cá tính riêng. Và em thấy được thiện cảm của mỗi người dành cho, thôi dành cho em đi ha. Em ngồi đây em thấy dễ chịu lắm. Em thấy giống như là mỗi người có một cái cách chào khác nhau á. Thì một người nghệ sĩ cái sự duyên dáng đó rất là quan trọng. Thì em cũng cảm ơn và chúc mừng bốn bạn với cái tiết mục đầu tiên. Em nghĩ là như vậy rồi rất thành công. Cảm ơn mọi người. Ủa vậy thôi á hả? Nhẹ nhàng thôi hả? Em bày tỏ cảm xúc sự vui sướng của em khi gặp được những chàng trai đẹp trai hát hay đó. Dạ. Không lý do gì không trao giải hoa hậu ứng xử dành cho Ái Phương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Mời Vũ. Về nhận xét từng bạn thì đây là một tiết mục rất là vui. Ở trên này ai cũng có một cá tính riêng, nhưng mà đặc biệt một bạn mà anh cảm thấy là xử lý bài này vừa đúng cái tính chất, cái tinh thần nữa, đó chính là em đó, Tính. Cảm ơn anh. Quậy rất là tới. Và người thứ hai anh thấy là nghịch lại với Tính, nhưng mà lại cũng có một cái sức hút rất đặc biệt, là tại vì cái giọng trầm buồn, xử lý hát bài rất vui. Này em yêu ơi yêu, cảm nhất rất là vui, nhưng mà cái mặt lại không có chút vui gì trong đó hết. Nhưng mà cái điều đó cũng rất ấn tượng, đó chính là em Đức Anh. Mọi người đồng ý không? Còn Đăng Nguyên thì giống như hồi nãy anh Đức Huy có nói là em có một cái giọng rất là đặc biệt và nghe là nhớ liền. Và em cũng có một cái ngoại hình, người ta nhìn em người ta sẽ có một cái thiện cảm. Và cái điều đó rất cần thiết ở trong cái nghề của chúng ta. Cho nên là chúc mừng em, cái phần của em rất tốt. Còn về Vũ Huy thì em có một cái nụ cười rất là duyên dáng, răng khểnh, dễ thương. Và cái giọng trầm của em, anh nghĩ là cái bài hát này nó chưa thích hợp với cái giọng của em. Nhưng mà anh mong chờ cái phần sau, anh nghĩ là em sẽ hát rất hay, là tại vì cái giọng trầm nó thích hợp với những bản tình ca mà kiểu sâu lắng hơn là những cái bài sôi động. Nhưng mà em hoàn toàn không có dưới màu mấy bạn đâu. Anh chỉ nói là cái bài này nó không thích hợp bằng những cái bài sau. Mình sẽ nghe. Ok. Vâng, xin cảm ơn nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Suốt đời nắng ấm nay đừng xa thật xa,
cớ sao lại trong mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế này tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối đi em đã chọn, nhưng bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi. Khi đôi ta gặp nhau biết chắc sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm bên cạnh em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hơi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Giấc mơ qua rồi, chẳng còn gì, ta biết chẳng còn gì cho nhau nữa đâu. Dù có tim nát tan, đôi ta cùng đành chia tay. Chúng ta anh nào đâu có hay, ngày mình xa nhau biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, anh nói anh nghe đi em rằng tình đã qua. Dù tình yêu dày bên chúng ta đi về nơi rất xa, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, anh nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi, để tình ta đành dở dang thôi. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bản mashup đã gắn liền với thế hệ 8X, 9X cũng như là 7X, khi mà những ca khúc hit của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã được kết nối với nhau rất là hay. Có lẽ quý vị cũng nhận ra đó chính là bản Người Ta Nói Tôi Không Tin Hay Thà Rằng Như Thế. Và khi mà làm cái bản này á, thì chúng tôi cũng nhận được cái chia sẻ rằng là giám đốc âm nhạc muốn đưa quý vị quay trở về bầu trời ký ức của tuổi thơ và một cái ca khúc rất là hay, và với bốn cái giọng hát, bốn màu sắc khác nhau. Bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, chúng ta sẽ dành sự bình chọn cho bốn gương mặt trên sân khấu. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của giám khảo Đức Huy, mời anh. Tôi muốn nhường lại cho Dương Triệu Vũ nói trước. Cái liên khúc này mấy em hát rất là hay. Băng Nguyên, bài này nó cho thấy cái khả năng của em nhiều hơn. Nhất là cái đoạn đầu khi mà còn đang lắng á, em hát rất là tình cảm, rất là chuẩn xác. Từng nốt, từng luyến lấy, tất cả mọi thứ rất là ok. Và em còn được ưu ái thêm một lần nữa là hát luôn cả câu cuối. Sao mấy em không khiếu nại vậy trơn rồi vậy? Đúng không? Mọi người có đồng ý không? Tuy nhiên khi mà nghe xong rồi thì anh hiểu tại sao lại để cho em hát câu cuối. Là tại vì em hát câu đó cũng tình cảm không thua gì mấy câu đầu. Giọng em rất hợp với những thể loại nhạc như acoustic, cho nên anh nghĩ là sau này nếu như em hát thì em nên khai thác về cái đó nha. Còn về bạn thứ hai là Đức Anh, thì giống như hồi nãy Vũ có nói đó, là em có giọng rất là đầy, rất là nam tính. Và em hát rất tốt. Tuy nhiên cái phần 2 mà từ cái bài Thà Rằng Như Thế đó,
thì cái nhịp của em nó hơi loạn choạng chút xíu. Thì em có thể là em chưa thuộc hết hoặc sao đó. Người thứ ba chính là em Đào Tín. Thì cái giọng em là rất là màu sắc, cái giọng rất là dramatic, tức là hơi kịch tính. Kịch tính cũng rất là thuyết phục. Cái cách mà xử lý bài hát rất là hiện đại, rất đương thời. Còn bạn cuối cùng chính là Vũ Huy. Vũ Huy, trong cái liên khúc này thì em lại cho thấy cái khả năng khác của em, chính là hát. Em lên cái giọng giọng ốc ở trên đó. Nhưng mà cái lỗi của em là khi em lên vào xe độ bình thường nó sẽ nhỏ hơn giọng bình thường rồi. Thay vì em đẩy nó vô gần hơn, em sợ hay sao em đưa ra rất xa. Cho nên ở dưới đây lại không nghe rõ hết cái nội lực của em khi mà em lên cái giọng đó. Trong khi em lên rất đẹp, rất hay. Cho nên là cái đó một cái điều em lưu ý. Em có một cái rung rất là đặc trưng. Và anh rất là thích cái rung đó của em. Khi em hát nghe rất là tình cảm. Nói chung đây là một cái liên khúc mà bốn bạn đều ngang tài, ngang sức với nhau. Chúc mừng bốn em. Xin cảm ơn nam ca sĩ Dương Trường Vũ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét tiếp theo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Thì trước hết đó, Đăng Nguyên, bạn rất là thoải mái với cái bài này. Tuy hát với bốn người nhưng mà bạn vẫn giữ được cái độc lập của mình. Bạn không có bồn chồn, bạn không có phải là lắng nghe người kia để chờ mình vào. Rất tự nhiên, rất thoải mái. Đức Anh, cái trường hợp của bạn rất tốt, cái gì cũng tốt, nhưng mà cho thêm một chút nhiệt huyết vào để cho khán giả cảm thấy là bạn đang có mặt trong cái bài hát. Nhất là khi mà mình hát với bốn người, mình càng phải giữ cái tập trung để mà khi cái phần của mình, người ta chú ý đến phần của mình. Bạn kế tiếp là Đào Tín. Bạn có một cái ngân cũng rất đặc biệt. Từ cái ngân này nó vibrato, nó rất nhanh, thời thượng. Dạ đúng rồi. Và bạn cuối cùng Vũ Huy, tôi thấy là có lẽ là bạn hợp với cái ballad. Và giống như Dương Triệu Vũ nói là cái falsetto, cái nốt cao đó, bạn cần phải chuẩn bị trước. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Còn với ca sĩ Ái Phương, chắc có lẽ là những ca khúc này cũng gắn liền với kỷ niệm của Phương đúng không? Từ khi mà mình còn đi học cấp 3 đã nghe được rồi đúng không? Tất cả những cái mà nhận xét về kỹ thuật thì hai anh ở đây cũng đã chia sẻ rồi. Em chỉ chia sẻ cảm giác về là một người khán giả mà thôi. Thì các em thích cái chuyện mà các bạn có cơ hội thể hiện hết cả cái ưu điểm và cả những cái gọi là mình gọi là sao ta? Thử nghiệm, nó nằm ngoài vùng an toàn của mình. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có lẽ ở đây cũng không dễ dàng gì hết. Các bạn rất là run nhưng mà các bạn đã làm rất là tốt rồi. Cảm ơn mọi người. Như thế mỗi đêm vai anh.
ngủ em say. Xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, cũng chẳng thể níu kéo đến thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Đường sâu cuối anh làm nụ cười em đem hết đi. Nỗi buồn lại để anh mà người con gái anh từng yêu xa rồi, có một mình đi dưới mưa lụm buồn, lệ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu cũng rồi, có một chiều đi dưới mơ ngóng đợi, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Người ơi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời, nên cô ấy ngừng đợi. Ngày ấy gần bên tôi, một giây tôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cách xa tôi. Người hãy dâng thay tôi, đợi cô ấy dưới hiên nhà, đợi cô ấy trước hiên nhà, được cô ấy là cả. Người yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho anh đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống. Hay buồn lúc mưa, thích nghe câu
ca ngày xưa. Nhưng lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu. Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau. Nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ ai là người cho em? Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xa. Quên hết anh nằm đi bên em, anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong. Đã làm người yêu không, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo đến thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh quá chặt ngày dài. Đứng sau cuối anh là nụ cười em đem hết đi. Cứ gọi nỗi buồn lại đến quý vị. Như vậy là quý vị cũng đã cảm nhận được ba ca khúc mà có thể nói là đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước cũng như là trên kênh YouTube với và 100 triệu lượt view. Và bây giờ đây thì sẽ là lúc mà ba chàng trai của chúng ta sẽ chờ đợi phần đánh giá từ phía 100 khán giả có mặt tại trường quay dành cho phần thể hiện của các bạn. Thời gian bình chọn bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Điểm chung mà tôi nhận thấy ở cả bốn bạn đó, các bạn hát bài này nó hơi đều đặn. Nó có những cái lúc cao trào, các bạn dùng cái giọng của mình để đẩy lên cao trào. Tuy nhiên cái tình cảm nó vẫn thiếu trong đó. Nó vẫn như là các bạn hát cho nó tròn cái bài thôi. Và tôi, riêng tôi thì tôi mong là, nhất là cái vòng cái bài thứ hai nữa, các bạn phải kết nối hơn, các bạn phải cho một chút gì đó của riêng mình ra hơn. Nhá. Bạn Thế Vĩ hơi có một chút khó hiểu về bạn. Tức là có những đoạn bạn hát rất hay, nhưng mà lại có những cái đoạn ngay sau đó bạn làm tôi ngạc nhiên là bởi vì cái sự thiếu sót trong cái việc xử lý những cái nốt. Đức Lợi và Đình Quân, hai bạn làm tốt, tuy nhiên cái lời phải rõ. Rõ lời thì cái người nghe người ta dễ cảm nhận hơn. Cuối cùng là bạn Công Duy, bài này thật sự là bạn khoe cái giọng của mình và bạn rất thoải mái trong cái việc làm đó. Và cái phần trình diễn của bạn tạm gọi như là hoàn hảo. Nếu mà bạn không có cái nốt mà phăng khi mọi người đang hát, tự nhiên bạn mà nó không chuẩn bị, thành ra nó làm hỏng cả cái khúc đó. Xin cảm ơn bốn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Cho phép hàng mời Ái Phương trước nha. Có lẽ cái áp lực mà trong một cái vòng như thế này nó làm cho mình tập trung nhớ lời, cao độ, rồi kiểm soát cái sự chênh phô, thành ra là mình nói với đối phương nó không có thuyết phục. Thì có những khoảnh khắc thì có các bạn hơi thiếu cái đó một chút. Ví dụ như là anh thực sự xin lỗi nhưng mà nghe nó không có thành ý. Mà nghe giống như là anh thật sự xin lỗi. Về sau khi mà nó lên cao trào, các bạn thoải mái hơn thì em thấy có đó nhiều hơn, thì em thấy đã hơn. Em chỉ xin được chia sẻ chung cái cảm xúc của mình với tư cách là khán giả thôi. Còn cái phần mà chi tiết nữa chắc là em nhờ anh Dương Triệu Vũ anh nhận xét giùm em ạ. Cảm ơn Ái Phương.
Một người phụ nữ em mà... cứ ngồi em ngắm ai đẹp nhất là được rồi. Đúng mà Vũ có nhìn thấy một điều là rõ ràng là Phương là phụ nữ nên cái cách nhìn nhận nó tinh tế không? Ngay cả cái từ xin lỗi cũng cảm nhận là à, nó khác biệt như thế nào. Bạn biết tại sao mà không chấm từng người không? Lại sợ lỡ mất lòng người nào mà lỡ thích người đó làm sao? À hừ. Mình vẫn biết mục tiêu chính của ngày hôm nay là ngoài tìm người hát hay ra, mình còn tìm một người yêu cho Ái Phương nữa. Em các bạn em không quên nhiệm vụ cho nên em đâu có dám vỗ tay lên trời ơi. Quá quan trọng như vậy. Nói chung các em được chương trình ưu ái để giao cho những cái bài mà nó rất là hot hiện nay để mà thực hiện. Thì nói về tổng thể thì một tiết mục khá là thú vị, khá là tốt. Tuy nhiên mỗi người đều có những cái khuyết điểm của mình cũng như là cái ưu điểm. Chúc mừng bốn em đã làm hoàn thành tốt cái bài này. Yeah.